Phọng nha bà con, đầu phọng. Đầu phọng là cũng tiếng Nam tiếng Bắc thôi. Lạc, lạc là cũng đầu phọng đó nha bà con. Mỗi ngày chúng ta còn có ăn được 53 hạt. Nó một trái như vậy, có thể nó có một hột, hai hột, hay là một hạt, hai hạt, ba hạt cũng có nữa nha bà con. Đó mà hạt lớn hạt nhỏ, nhưng mà chúng ta ăn được 53 hạt một ngày thôi. Đó. Những người không ăn nè, những người không ăn và không được ăn là những người có mỡ máu nè, bị gút nè, dị ứng nè, khó tiêu, nóng trong người, béo phì, tim mạch, đường trong máu, tiểu đường. Những người này không được ăn nha bà con, không được ăn đậu phộng là không được ăn lạc, là có mỡ máu nè, gút nè, dị ứng nè, khó tiêu, nóng trong người, béo phì, tim mạch, đường trong máu, tiểu đường. À, là không ăn đậu phộng, không ăn lạc nha bà con. Đó, còn nó tốt cho tim mạch nè, ung thư dạ dày nè, trí nhớ nè, trầm cảm, chống lão hóa, đẹp da, loãng xương. Cho nên á, chúng ta ăn chỉ có 30 gram là khoảng 33 hạt vậy thôi. Mà ăn 6 ngày, phải nghỉ một ngày thì nó rất tốt. Ha ha ha, tốt cho nội bộ đó, đúng rồi. Trí nhớ, đậu phụng rang thì tốt hơn là đậu phụng luộc. Mà lạc là đậu phụng đó nha bà con. Khi ăn mà có nguy hại gì là phải đưa gấp đi cấp cứu. À, Viện Hàn Lâm Khoa Học Nữ 3 tuổi trở xuống là tuyệt đối không ăn. 3 tuổi trở xuống tuyệt đối không ăn. Còn người cao tuổi là ăn 40 hạt thôi, chứ không phải 53 hạt đâu. Đó, à, tính từng hạt chứ không phải tính từng trái nha bà con. À, mau nào bà con chúng ta ăn được tốt và tốt sức khỏe cho mình và gia đình. Bà con ơi, tốt chưa, hú hú.